Đang có khán giả về viếng nè cô chú anh chị. Đó. Đang mưa nha. Kênh mình được bao nhiêu người đăng ký rồi chị? Chưa đủ. Phát hiện tại một có 5 thành viên. Lúc nãy là mưa gió ngã luôn cái tràng hoa của chị Ngọc luôn á cô chú anh chị đó. Tràng hoa đó đó. Chú Tiên đang like. Đang mưa rất là lớn như cô chú anh chị ở mộ của chú Vũ Linh. Đây là có căn rạp là chờ mấy anh em là đang ngồi ở đây nè, không có bị mưa ướt nè. Nhà nào cũng mưa ha. Bên đây chắc nó nét hơn bên kia. Ai mặc áo trắng vậy em? À Nhi mặc áo trắng. Trời ơi, anh thấy ai mặc áo đen không? Còn đây mặc áo xanh không? Áo trắng đây, áo xanh đây. Ủa cái đó vậy sao chị thấy được cái tin nhắn ha? À, có tin nhắn là nổi lên hả? Có em hả? Đúng rồi nè. Đó, chú mắt nghe rồi chú bán rồi chú. Cô chú anh chị ơi. Như là này mưa mây. Mọi người ơi nhớ là ủng hộ cho bà Lóc Ốc Tiêu nha. Mà có ai mà xem kênh bà Lóc Ốc Tiêu chú đừng có like cho bà Lóc Ốc Tiêu nha. Khi vào kênh của bà Lóc Ốc Tiêu thì hãy đăng ký cho kênh. Cảm ơn anh chị nha. Dạ. Dạ. Chú với anh ha. Còn bây giờ là chú với anh đi ra về nè cô chú anh chị. Ôi 47 phút. Cái con này. Rồi đừng hỏi ai chơi dùng nữa nha. Đây tí. Như còn một cái dù sót lại thì phải. Không cái dù này của em. Không phải chị, cái dù này của em đó chị. Ủa vậy hả? Ờ thấy này cái cán ngắn mà. Ủa cái mà nó cũng chụp trễ vậy luôn hả? Cái cán dù này nó cũng muốn hư rồi. Ờ. Dễ không? Tôi muốn em mua cây dù đen. Nhưng mà nhưng mà cái này là mình mua trước khi mà ở đây mua dù. Dù này là em mua trước khi đây có dù luôn vậy. Mà xài tới nay. Mà đó là cái dù của mình. Giờ chỉ còn có mình tí có cái dù luôn. Đây là cái dù của 15 mét này, nó khác biệt cái dù mọi người. Nhưng mà nó cũng muốn hư luôn rồi. Dù mà mình xài nhiều là nó chịu đâu nổi. Với lại cái nước mưa. Cái dù này thì nước mưa nó có axit. Ốc teo lai hả ốc teo? Ồ nắng lên nữa rồi nè. Đó, nắng lên rồi cô chú anh chị. Ủa bánh bao này ai cúng hả chị? Khán giả. Mới dời qua đó chứ đằng kia là nãy giờ nước không rồi đó. Cập nhật cái bàn của chú một chút đó, cô chú anh chị ha. Tính là bữa nay hoa nhiều quá để làm. Có bánh bía nè, bánh bía này là bánh bía chai có nè, bánh bía mặn cũng có luôn cô chú anh chị. Đó là bánh bao, rồi cà phê sữa nè. Làm gặp mặt mưa này là chưa mát chút xíu. Còn cái sen này là nó rụng đầy luôn. Sen này chiều nay là mình chắc là mình cho xuống được rồi. Cảm ơn chị Mon nha. Cũng tàn lắm. Nay thấy rụng rồi, hết đẹp rồi. Bên đó mưa lớn không chị? Nay hết đẹp rồi đó. Nó đen hết rồi. Có cái nó rụng hết nửa cái mông rồi.
Ừ, như cái này mà cô chú anh chị đó. Rồi. Nhưng mà hát con chó này cũng tươi lắm nha. Nè. Cái đó là nó bằng con đó. Đó. Cái này là lâu lắm. Không biết cái con chó nó chịu mình xịt nước vô. Đúng rồi, đúng rồi. Mình hát mà. Xịt nước vô cục mót đó cho nó tươi. Xịt nước vô cục mót. Ổng ổng sao mà ổng bích con mắt luôn á. Cái chỗ này của cô anh chị ơi. Đó, ông có mắt con mắt luôn kìa. Lông nhiều quá. Lông nhiều quá, bích mắt luôn. Ở ngoài cái lông nhỏ. Ừ. Ở đây có cái bông hồng với bông hồng màu xanh quá ha. Tiên thắc mà. Giờ sao đây cô chú anh chị ơi? Ê, cái tấm này giờ sao? Anh Phan Vũ Linh nhảy qua bên em, anh nhảy đi anh. Hả? Tăng tăng đi anh. Anh cứ nhảy đi anh. Bỏ hả? Cảm ơn chị nha. Bỏ thì cũng ổn cô chú anh chị, chắc để lên lại quá. Chiều nay chắc cũng dẹp luôn cái tràng này cô chú anh chị ơi. Đây là cũng đã tàn rồi, héo rồi. Hồi nãy ngã là mấy chị cũng đem dẹp bớt rồi. Hết đẹp rồi. Ủa? Hồi nãy ngã ập vô đây luôn hả chị? Nhả gì nhả tàn hoa. Ừ. Này chắc hơn lấy đồ dọn đi luôn. Một cái rồng dính xốp. Để đi dọn tại vì lát đi dọn chị đang cơm mà mưa đó. Đã giao là chị mới làm chứ. Trời mưa cô chú anh chị thì hiện tiên cũng cập nhật tình hình buổi trưa cho cô chú anh chị ha. Thì bây giờ là đang trời đất đen đó. Đó cô chú anh chị, khả năng là chút nữa mưa nữa nha. Thấy cũng đang nhiễu hột nè, lắc rắc nữa nè. Đó, đang gió rồi nè cô chú anh chị. Ở trên này là còn cái bong bóng nữa nè, thấy không? Đó. Còn hai cái cô chú anh chị ơi. Nè, hai cái thôi nha. Bóng hình trái tim. Trời này rất là dễ cảm nha, tại vừa nắng mà vừa mưa nữa. Ôi ôi, bà xã ở trên kia mây đen khui luôn kìa. Ừ. Nè, phóng lên thấy hai cái bong bóng nè. Như các cô chú các chị thấy đen khui rồi luôn. Trong, hai cái bong bóng nè. Đâu? Bóng đâu? Đó. Đó. Ủa? Xem thấy hay vậy? Chứ sao? À, bong bóng của cậu nè. Hai cái thằng đó. Em nhìn đâu nữa rồi? Cái đó như nãy hai cái trên nữa, giờ che đó mất tiêu rồi. Hai cái lận. Ủa, không lẽ hôm qua cắt hết sao còn ba đó ta? Không, này của mấy bữa trước phải? À, cái bữa thứ ba. Đúng rồi. À, chứ cho văn phòng xuống kìa. Ừ. Bài nào bé mới ca rồi bài đó. Đặt cả anh này xuống đây nha. Con chú comment bài hát của mình đi nào. Chú văn phòng rồi, cái video của Hiện Tiên kết thúc với cô chú anh chị thì Tiên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất từ một của chú Linh để cô chú có thể là cập nhật và theo dõi liên tục nha. Thì đang có khán giả cũng đến viếng nữa nè đó. Rồi bây giờ Tiên xin chào và hẹn gặp lại chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành nha.